bản đạt kỷ lục Guinness, bay ở quỹ đạo cách mặt đất chỉ 167,4 km. Vệ tinh Subam của Nhật Bản vừa được sách kỷ lục thế giới ghi nhận là vệ tinh bay ở quỹ đạo thấp nhất. Cơ quan khám phá không gian vũ trụ Nhật Bản JAXA xác nhận, vệ tinh Subam chỉ bay ở quỹ đạo cách mặt đất 167,4 km trong khoảng thời gian từ tháng 12 năm 2017 tới tháng 10 năm 2019. Đáng chú ý, quỹ đạo của vệ tinh Subam được coi là siêu thấp trong khi quỹ đạo trung bình của vệ tinh là từ 600 km tới 800 km sử dụng kết hợp động cơ đẩy bằng nhiên liệu ga và hệ thống động cơ ion đặc biệt do GAXA thiết kế. Vệ tinh Subam có thể bay ở quỹ đạo cực thấp trong suốt 7 ngày để chụp ảnh độ phân giải cao và thu thập dữ liệu liên quan tới khí hậu. Quỹ đạo siêu thấp của vệ tinh cho phép thu thập nhiều thông tin chi tiết về bề mặt trái đất. Tuy nhiên, để bay ở quỹ đạo này, vệ tinh cần được trang bị công nghệ chống các tác động từ khí quyển. Bay ở quỹ đạo thấp khiến vệ tinh có nguy cơ hỏng hóc gấp 1.000 lần so với vệ tinh ở quỹ đạo thông thường. Cũng theo JAXA cơ quan này đã phát triển các vật liệu cho phép subam bay ở quỹ đạo thấp mà không ảnh hưởng quá nhiều tới tuổi thọ vệ tinh vật liệu này sẽ được sử dụng cho công nghệ vệ tinh tương lai